여기는 날씨 좋아요. 약간 비 많이 왔어요? 무학과? 달력 라일렉 릴렉 릴렉 오케이 한국말로 달력 얘기해 보세요. 현재 베트남 사람들은 또 다지 전기회 양력을 자주 사용합니다. 양력은 조조 일상 잡힌 목적으로 사용되며 동력은 전통 공휴일과 중요한 문화 행사를 경청하는 데 자주 사용됩니다. 베트남에는 전통 명절 국경일 문화 명절 등 연중 중요한 명절이 많이 있습니다. 다음에는 베트남의 중요한 명절입니다. 사망 1년 중 가장 크고 중요한 명절로 일반적으로 음력 첫날에 열립니다. 세계 노동절 5월 1일 노동자들의 건물을 기리기 위해 제정된 날이다. 세계 어린이날 이날은 어린이의 원리는 존중하고 보호할 수 있는 기회입니다. 국경일 베트남 전쟁의 승리 및 베트남의 북극을 축하합니다. 베트남 여성의나 여성을 존중하고 감사하는 날입니다. 베트남 보사이나 12월 20일 이날은 노숙자와 보사의 경험을 기리는 날입니다. 크리스마스 이날은 많은 베트남 사람들이 종교적인 휴일이자 가족과 친구들을 만날 수 있는 기회로 기념합니다. 장기 베트남 특별한 날입니다. 네, 트앵벳도 얘기해 주세요. 네. Hiện nay người dân Việt Nam thường sử dụng hai loại lịch, lịch dương lịch và được sử dụng cho chính mục đích hàng ngày. Lịch âm lịch thường được sử dụng để xác định các ngày lễ truyền thống và các sự kiện văn hóa quan trọng. Việt Nam có nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, bao gồm các ngày lễ truyền thống, ngày lễ quốc gia và các ngày lễ văn hóa. Đây là một ngày lễ quan trọng tại Việt Nam. Đây là một số ngày lễ quan trọng tại Việt Nam. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm, thường diễn ra vào tháng 1 âm lịch. Ngày Quốc tế Lao động. Ngày này được tổ chức để tôn vinh công lao của người lao động. Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ngày này là dịp để tôn vinh và bảo vệ quyền lợi trẻ em. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Kỷ niệm ngày Quốc khánh chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và độc lập của Việt Nam. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 dành để tôn vinh và tri ân phụ nữ. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày này tôn vinh công lao của các nhà giáo và giáo viên. Ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Ngày này được nhiều người dân Việt Nam kỷ niệm dưới tư cách là
một ngày lễ tôn giáo và cũng là dịp để gặp gỡ gia đình và bạn bè.네. 아, 베트남 달력 블랙 하고 한국 달력 블랙 한국 같은 거 있고 다른 거 있고 그래요. 아, 일단 설날 해 할리데이 비슷해요. 비슷한데 베트남이 좀더 쉬고 야이 그다음에 노동절 한국도 쉬어요. 노동절은 그다음에 어린이날 6월이라고 했는데 싸우 땅 싸우 그 한국은 땅 나이 남땅남 5월 5일이에요. 한국은 어린이날. 그리고 그 베트남 국경일 9월달 비슷한 게 한국도 광복절 있어요. 8월 15일. 땅, 땀, 나이, 무이, 남, 땅, 땀. 광복절. 그 다음에, 여성의 날 아마 확인해 봐야 되는데, 한국도 뭐 여성의 날 있는 것 같고, 스승의 날이 베트남, 땅, 모모이모, 근데 스승의 날 한국은 5월 18일 나이 무이 땀 땅남이에요. 스승의 날 크리스마스는 뭐 같고 내가 한국 달력 보면서 얘기해 볼게요. 이거 화면에 보여요? 한국 달력 볼수 있어요? 네. 네네. 보면, 이거, 할머니 뭐, 땅모, 주날, 두발, 나이모, 땅모, 이거 신정이에요. 한국 신정에 쉬어요. 신정이라고 하는데, New Year 일요일날 쉬고 그래요. 그 다음에 한국 역시 음력 루나 그 음력설을 음력 달이 중요해요. 그래서 여기 보면 소한. 잠깐만요. 여기 보면 소한. 15일 지나서 15일마다 절기가 바뀌어요. 15일마다. 몸의 남나이. 이거 아마 이거 중국 문화 영향 비슷한 거 있는데 아마 베트남도 좀 그런 문화 옛날에 있었거나 있을 거예요. 근데 베트남은 베트남 문화 된 종국 이거 대한 있어요. 그다음에 2월 달 보면 2월 달 중요한 날은 여기 탭 할리데이 같죠. 음력 1월 1일 블릭 음력이 뭐냐면 루 누나 음력 잘 모르는데 릭 음력 1월 1일 나이모 땅모 설날 베트남 설날 라탯 베트남 여기 보면 한국은 요 토요일에 설날이면 설날 오 두바이 뉴 설날 오 두바이 라 안코코 모이
Chuyện mỗi nhỉ, nhỉ này. Nhỉ này, này nhỉ, này nhỉ. Này nhỉ. Này nhỉ. Nghe, yeah, iko sebenarnya nggak organ deh. Nih, nah ini lah to buy and mau nah ini. Contoh aku mau nilai orang kok. Yogi itu daerah Trường quân thì năm sao? mươi mô mấy năm full moon À, tăng tròn đầu tiên. tăng Ba. tăng ba nay mô tăng ba nhi mi Không. nói sam il chân Ngày phong độc lập. đấy tăng vốn tăng trước tăng tăng năm tăng năm là quan trọng tăng năm là quan trọng tăng năm là tăng gia đình ô Hàn Quốc chú nay chú ở đi Đúng nay tăng nay năm tăng nay tăng bố mẹ nay bố mẹ ba mẹ rồi. ở bên này bố mẹ bố mẹ tăng nay 40 năm nay cho bên and Tôi Luna lịch Luna mô này đang bộ bốn Buddha Nashin Buddha Nashin Buddha sorry. Buddha? Buddha. Tam nay 31 tăng năm là nay biên ở đây này nay sáu tăng sáu nay patriot I don't know chung chung Hãy il patriot patriot chung chung il chiến tranh Memorial kỷ niệm cho chiến tranh Hàn Quốc nay hai năm tăng sau trong chương trình thế tăng bay tăng tâm tăng tâm là nay 40 năm
Trọng tâm là Quang Independence Day, Quang Bộc Trợ, ngày giải ngày giải phóng Nhật Bản in 1945, 1945, Nhật Bản, đi Nhật Bản, đến Nhật Bản to Hàn Quốc, to Nhật Bản, so kinh nghiệm. miệng. Kim Lick Luna Lick mô mui tam nai tăng tăng ô qua lịch luna lịch là chú sọc là quan trung long holiday dài nay như dài nay như dài Ngày nghỉ dài, à nay như dài tháng 9, 4. nay bà tang mối hết chân dần là Ngày Quốc Khánh. tàu tàu bết bết tàu bết tàu ô cô cô Hàn Quốc bết tàu Hàn Quốc lịch sử hết chân dần Ngày Quốc Khánh. long 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 Hai tiếng Hàn. long 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 thế tăng mùa hè Christmas xem con thần giờ ok đây là tôi là 2024 năm 2024 lịch 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 năm năm 4. 2020 bùng ok Ok. nè ok Ok. Hàn Quốc말로는 안 할게요 그냥 대략 이렇다는 거 말하면 되니까 ok 우리 이거 한번 해봐요 똑 땡땡백 Hiện nay người dân Việt Nam thường sử dụng hai loại lịch. Lịch dương lịch được sử dụng chính thức cho mục đích hàng ngày. Lịch âm lịch thường được sử dụng để xác định các lễ, ngày lễ truyền thống và các sự kiện văn hóa quan trọng. Hàng ngày người dân Việt Nam thường sử dụng hai loại lịch lịch chung lịch được sử dụng trên cho mục chính hàng ngày lịch âm lịch chung được sử dụng để xác định các đại lễ truyền thống và các sự kiện văn hóa quan trọng. Hiện giờ Việt Nam 사람들은 두 가지 종류의 달력을 자주 사용합니다. 양력은 주로 일상적인 목적으로 사용되며,
음력은 전통 공휴일과 중요한 문화 행사를 결정하는 데 자주 사용합니다. 현대 Vâng. Nuôi dân Việt Nam. Người Việt Nam sang. Chuông이 자주예요? 주종? 주홍 Thường.자주? 자주. 네, 자주. 종종. 네, 종종. 수종 사용합니다. 하이로이릭 달력. 달력. 로이릭 달력. 두 가지 종류. 정류의 두 종류. 로이 종류. 릭 달력. 양. 양력. 양양양양 양. 양. 릭 양력. 양력. 양력 떡 수용 사용합니다. 양력은 주로 찐라. 찐. 인상 목적 목적. 오케이. 수중 목적. 진 목적조 목적 항라이. 이거는 보통 항라이는 일상 보통. 네, 보통. 네네. 이 보통 하루 일상 항라이. 릭 압력 음력은 자주 중 넉수 중아네싹 찐. 삭진은 이거 결정하다 깎나이 정하다 삭진 깎나이 레레예예레레 명절, 명절. 네네네. 날래, 래, 예, 기념일. 옛날 기념일. 래. 전통. 예. 마, 깍수캔, 수캔, 행사. 행사 소개. 만화, 관중, 중요한 문화, 행사. 네, 중요한. 오케이. 문화, 관중. 네, 땡볕. Việt Nam có nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, bao gồm các ngày lễ truyền thống, ngày lễ quốc gia và các ngày lễ văn hóa. Dưới đây là một số ngày lễ quan trọng tại Việt Nam. Việt Nam có nhiều ngày lễ quan trọng trong năm, bao gồm cả các ngày lễ truyền thống, ngày lễ quốc gia và các ngày lễ văn hóa. Dưới đây là một số ngày lễ quan trọng tại Việt Nam. Việt Nam에는 전통 명절, 국정일, 문화 명절 등 연중 중요한 명절이 많이 있습니다. 다음은 베트남의 중요한 명절입니다. 똑, 땡한. 네, 베트남에는 전통 명절, 국경일, 문화 명절 등 연중 중요한 명절이 많이 있습니다. 다음은 베트남의 중요한 명절입니다. 네. 맨남 고뉴 나일에 그 많은 이렇게 그반 중요한 휴일 나일날 휴일 반중 중요한 중남 연중 연중. 포함합니다. 그러니까 각 나일날 전통 명절 나일날 전통 나일날 국자 나라죠. 국자 국가
này là quốc cho nghỉ à, và các này là văn hóa văn hóa mình chơi à, rồi đây ý là một số này là yeah, 입니다. 중요한 얘기입니다. 베트남에 있는. 네. 네. Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm, thường diễn ra vào tháng 1 âm lịch. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất trong năm. Chuyện diễn ra bao tăng một âm lịch. Thôi 1년 중 가장 크고 중요한 명절로 일반적으로 음력 첫 달에 열립니다. 설날, 1년 중 가장 크고 중요한 명절로 일반적으로 음력 첫 날에 열립니다. 열립니다. 땡은 땡 노행단 라 설날 그와 한국 라 나일의 논큰얕 아주 큰 명절 마관 중요하고 얕 아주 중요한 1년 중에 아주 중요한 명절 베트남에서 햇 아주 중요하게 여기는 것 같아요. 베트남 사람들이. 용 자주 젠라자 바오탕 예, 용젠 뜻 뭐예요? diễn ra gần như cả아, 열리다. 중젠. 자는 뭐예요? 자. diễn ra gần như cả. 오케이. 바오탕 뭐 음력 땅 1월 1일 네네 땡 비트 Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Ngày này được tổ chức để tôn vinh công lao của người lao động. này quốc tế lao động này mô tăng năm này này đốc tổ chức để tôn vinh công lao của người lao động. 세계 노동절 5월 1일 노동자들의 공로를 기리기 위해 제정된 날입니다. 세계 노동절 5월 2일 네. 노동자들의 공로를 기리기 위해 제정된 날입니다. 나의 국제. 국제는 세계죠. 라오동은 노동, 노동의 날. 나의 날. 네이, 이거는 뭐예요? 그냥 노동의, 네이? 네, 나, 이나. 날, 오케이. 녹토축제. 축토책, 도축. 도축, 기리다. 축축. 축하하다. 만들다, 만들다, 제정하다, 조직하다, 조직, 도축, 도축, 조직, 제정. 농빈, 공. 이거 톤이 축하하다. 길이다. 공로, 공로. 공로 네네네. 그와 뇨의 라우동, 노동자들, 노동자, 근로자, 노동자. 오케이. 노동자의 공로를 돈빈, 길이다. 길이다라는 말이 어떤 뜻이냐면, 공로를 고마워하다, 감사하다 이런 뜻이 있어요. 또 돈빈 빈, 네, 선생님. 네 고마워하다 뭐 감사하다 이런 뜻이 있어요.
Ok, là cơm này nhé. Ok. Tốt, tiên ạ, biết. Ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Ngày này là dịp để tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Này quốc tế thiếu nhi ngày mùng tháng 6, ngày này là dịp để thông tin và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. 세계 어린이날 6월 1일, 이날은 어린이 권리를 존중하고 보호할 수 있는 기회입니다. 띵은? Thế khi đến ý năng dục quần ý yên ý quần ý đến thường chung ha cô mùa hô hang su ít nên cứu về in. Hàn Quốc 어린이날 ngày năm tháng năm 5월 ngày quốc tế 세계 주니 어린이 Nhi ở đi네 어린이 오케이 ngày này là chip chip cứu nhớ hết nhớ cơ hội gì nhớ Ít. cơ hội gì. Inarung nay nay lila chip để tôn vinh kỳ kỳ về bố bé bố hô Tôn quản lý trốn chung trốn chung tôn vinh tôn vinh ok tôn trọng quản lý quản lý quân cho em oriny trẻ em oriny nghe ở bên mình. nè 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 Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm ngày Quốc khánh chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và độc lập của Việt Nam. này quốc khánh ngày 2 tháng 9 kỷ niệm ngày quốc khánh chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và độc lập của Việt Nam. Ngày Quốc khánh 9월 1일 국경일 베트남 전쟁의 승리 및 베트남의 독립을 축하합니다. 어떻게 Quốc quang in Việt Nam tròn trang nghe sừng nghi mịt Việt Nam nghe tốc lịch cân chúc hoa mười tám Độc lập của Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 mười năm ok mười. nay nay quốc quốc can quốc cường ngày kỷ niệm nay nay quốc can quốc cường ngày kỷ niệm chiến tranh chiến tranh quốc chiến chiến tranh 전장에서의 꼭 승리, 꼭 승리, 진 동국 승리, 진정 승리가 뭐예요, 승리? chiến thắng như tả승리 chiến thắng아, 이거 승리, 젠탕. 이게 승리. 젠탕. 젠짠 하면 전쟁. 전쟁의 중에서 승리. 베트남 전쟁 승리와 독립. 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 베트남의 독립을 기념합니다. 축하합니다. 오케이. 띵벳. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 dành để tôn vinh và tri ân phụ nữ. Này phụ nữ Việt Nam ngày 28 một chín một mươi dành để tôn vinh và tri ân phụ nữ Việt Nam 여성의 날 10월 20일 여성을 존중하고 감사하는 날입니다. Việt Nam giờ sang đây nát. Chích quần y xích
Giờ xong rồi chúng chung hai cô cảm sao hai nhân nói đi mình ta. Nay phụ nữ Việt Nam nay nên đại đi cô chan ý cô xin dân Mốc à chúc cả dân đệ đông biên à cả cái tôn trọng à chi an chi a hả ta am sa khám à chưa chi an 여성의 감사하는 날입니다. Okay. ngày báo Việt Nam 20 tháng 11, ngày này tôn vinh công lao của các nhà giáo và giáo viên. Này nhà giáo Việt Nam. Nay 20 tuần 11. Nay 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 tôn vinh công lao của các nhà giáo và giáo viên. 베트남 교사의 날 11월 20일 이날은 교육자와 교사의 공헌을 기리는 날입니다. 베트남 교사의 날 21월 20일 이날은 교육자와 교사의 공헌을 기리는 날입니다. 네네네. 나의 야 자오 교육자 베트남 교육자의 날. 나의 동빈 존중 공로 교화 각야 자오 교육자 야 자오 지하변 선생님 교사 선생님 오케이 Ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12, ngày này được nhiều người dân Việt Nam kỷ niệm dưới tư cách là một ngày lễ tôn giáo và cũng là dịp để gặp gỡ gia đình và bạn bè. này lưu trang sinh nay 25 tháng 12 nay này rất nhiều người dân Việt Nam thì nhân rồi chưa các là một ngày lễ tôn giáo và cũng là dịp để các bộ gia đình và vấn đề Christmas 12월 25일 이날은 많은 베트남 사람들이 종교적인 휴일이자 가족과 친구들을 만날 수 있는 기회로 기념합니다. 크리스마스 12월 25일 이날은 많은 베트남 사람들이 종교적인 휴일이자 가족과 친구들을 만날 수 있는 기회로 기념합니다. 네. 나 루장 장신. 루장 레. 장 기독교 크리스마스. 크리스마스 오케이. 나이 독뉴 많은 사람들이 베트남에 사는 기념 조이 주 탁라 모나일레 동자와 동자오 tôn giáo à, chúc con trùng cô chọc kinh Tôn giáo, nè, cũng là dịp để 만나다, gặp, cô gia đình, 가족, 그다음에 친구를 만나는, gặp gỡ mà na tả gặp gỡ. nè, 요거는, 됐다, 예, 다 했어요. 그리고 다음 주제는, 뭐 할까요? 주마 샹마 다음 주제는 네, 주마 주말에 하는 일 주말에 주말 활동 괜찮아요? 괜찮아요. 네, 시간 없어요. 1분 됐어. 아마 몸을 짜이 담빛 수고했어요. 감사합니다. 네. 바이바이. 응.